Ban tuyên giáo huyện ủy Phong Điền phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo tuyên truyền miệng cơ sở năm 2024. Khoảng 85 đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, cộng tác viên tổ dư luận xã hội, tổ khoa giáo, tổ tuyên truyền thuộc các xã thị trấn, các thành viên tổ thông tin tuyên truyền dư luận xã hội tại 75 ấp trên địa bàn huyện được học tập nghiên cứu các nội dung về công tác tuyên giáo ở cơ sở, tuyên truyền và cổ động, nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống, công tác tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên cùng một số kỹ năng chuẩn bị và tổ chức một buổi tuyên truyền miệng, lồng ghép tuyên truyền bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng với đó là tham quan thực tế tại khu di tích lịch sử Dương Mận, quận Bình Thủy.